cây của dâu rồi. Dung dâu rồi. À cái cây. Cây này là Trung bảo bao nhiêu nhỉ? 5 củ. Bác nhỉ? 5 củ. Được, cái này được. À, đá hơi nặng tí nhưng mà được. Tốt đấy, cây này làm khá khá đấy. Còn đá nó hơi nặng thôi, nhưng mà tí nữa thử nhấc xem có nặng. Được. Lần đầu tiên thấy cây hồng mai của Trung Dâu nó nghệ nghệ tí. Màu ở đây tí thì cho nó đỡ nhìn cho lộ xi thì tốt. Cái này cho cái khay thì đẹp hơn, nó đỡ cảm giác hơi phục mịch ít. Quan điểm là như vậy. Đấy là bác kia bác trông hộ bác bảo thế, nhưng mà không biết Trung Dâu báo thực tế là bao nhiêu đâu các bác nhé. Nghệ sĩ báo giá, nghệ sĩ báo giá cây cối à? Có kiếp này thì bao nhiêu tiền anh? Còn này 2,5 triệu. 2,5 triệu. Còn cái con đồ đổ này vừa xem là bao nhiêu? Đổ này và 6 triệu. À, đây này con này 6 triệu. Cái suối này thì bao nhiêu nhỉ anh nhỉ? Suối đấy là 3 triệu. 3 triệu. Đây còn một đĩa nhỏ nhỏ này. Con này 1,5 triệu. Còn cây này là 5 triệu cho lên đường. Đấy con đá lâu năm. Mụn cóc này. Da gọi là U biếu quanh thân. Xanh này 1,5 triệu cho lên đường. 1,5 triệu làm điền đấy, ôm đá. Đúng rồi, đọc lại cái số ra. 0985837909 Trung Dâu. Trung Dâu. Đấy. Đẹp trai nhất chợ. Đấy. Đấy, ăn sáng xong chưa anh? Còn ngồi trúng thường mà. Này đừng quên. Ôi giời ơi. Đây là cây của Mạnh ấy. À chưa. Sam trái á. Trái. Đem đi bán à? À chắc đem là đem bán. Nhà mình cũng cần 2,5 củ 3 củ gốc thôi. 2,5 củ 3 củ. Bằng thật mình gốc. Tí nữa kỷ niệm mấy cái cành này nhá, quý lắm phải bỏ đi thế kia. À rồi. Ông đủ sinh đi quay cái cành. Vua đây. Cành bán với một cây bán. Đấy. Một cây là chắc. Cây nào? Mua 3 tặng 1. Tính tiền 4. Sống đấy không ạ? Sống hết. To nhỏ sống hết, mỗi rồi nó chậm lớn thôi. Đấy, nó đã có rễ đầy rồi đấy. Cứ lấp xuống cát là sống. Cát ẩm. Bao nhiêu tiền một cây? Hả? Cây như này đây. Vâng. 100 à? 500. À 5. 500. Nếu mà cắt ra rồi thì có tính công không? Công không.
giúp mình giúp đỡ là chính. Giúp đỡ là chính, hay đấy nhỉ. Nhìn cứ như cây quốc tế ấy nhỉ. Đất cái cây nó có như cây nào được có dễ không? Đấy, nhìn như cây quốc tế. Con người có mắt nghệ thuật như cắt đâu ra đấy. Hay đấy. Đẹp đấy. Thì như vừa dạng chiều ăn chiều bạn kìa. Cái con bon kìa, cái chân xe máy kìa. Đấy, quay cho đấy được cái này. À, cây của ông nào đấy? Một cái thằng nạ. Dạ, chiều ai, thằng khách dạ chiều ai nổi để bán đâu. Đúng đấy. Kìa, à. Áo vàng, áo vàng. À, mạnh dạn thế. Nó chỉ có hoa thôi chứ nó có cái quái được. Cây đằng kia đang nói chuyện cây đằng kia. Lừa mắt ở cái hoa nhiều thôi. Lừa mắt. Nếu phải cắt đen đi, ngày nào cũng nước ông ạ. Đấy. Ok đấy, cây đẹp đấy. Chúc giao dịch thành công. Sang bên này tí, lang thang bên này tí. Tao là nhà vào cái đầu khe này. Xong rồi vào cái ăn mỏng thôi rồi mới trôi đá mấy cái cành nó buông xuống. Hiếu này mà có cái này đi. Nhỉ. Cái này của Hiếu đó, Hiếu. Hiếu ơi. Thôi, lo. À. Đây mang hạn chế đi anh. Cơ bản Hiếu rồi, có tuổi phải chở đi thôi. Lặng lề nó cũng chống được chân. Cái này tăng giá lên bao nhiêu rồi? Con này á? Vâng. Thì cứ vẫn chốt cái giá 35 triệu thôi. 35. Con này của Hiếu phải nổ số. Nổ số. 0983 983 16 16 16 16 98. Đúng số hùng đen. Anh em người ta. Quay ngang điện thoại ra. Chụp nó mới. Thế. Đứng lên, đứng này này. Mép chậu đúng là đít. Đấy nét thì đã. Đấy, 35. 5, 10, 15, 20. Vỡ chậu rồi đây này. Ừ. Cạch cạch như nhựa nhỉ. Đấy nên nó thành bánh mệ rồi. Ôi dồi ôi, có hàng trăm năm rồi. Đó là phụ của phụ. Con này đúng ra con này là chơi lắm cổ. Đúng không? Đấy, 35. Hiếu đẹp trai. Người rất đẹp trai ở đây. Hắc công tử với Bạch công tử đang đứng cạnh nhau. Bạch công tử với Lục công tử. Kìa cứ bán cho bác Hà cái thích. Nói chuyện bác Hà vui lắm quá. Bác Hà bán hồng hồng mai kìa. Đấy. Cái này thì quay khá lần rồi. Được. Đó, nó bớt bát cái này. Bể. Bắt đầu từ nhỉ. Nhỉ. Nhà mình thằng này cứ để nào bao giờ đây nó đây. Này mà chờ. Con này nhá, nếu mà lá không đẹp nhá, không lấy tiền cho cả cây. Trong rừng là mình từ đu dây được. Này là to chứ không phải là cùng múc. Múc. 35. Cẩm thị, ngoài ra có cẩm thị này. Đấy này này. Đây, chỗ này là cái hồng hồng mai của ai đây? Bên này là cái cây mun đen. Mun đen thì thôi không nói rồi. Đây có cây hồng hồng mai rất là bắt mắt. Bắt mắt các bạn, vừa nãy nói chuyện là cây này bắt mắt thôi. Bắt mắt vì nó nhiều hoa. Chứ thực tế mình là không thích cái này. Các bạn không rõ của ai đâu. Chủ ngồi bên kia kìa. Quay lên tí, quay ở đâu? Hôm nay nhiều cây đẹp đấy. Đấy. 5 cây. Đấy, cây này bao nhiêu tiền được không? À, cây này 2,5 triệu. 2,5 triệu. Cây kia? 3,5 triệu. 3,5 triệu. Cây này thì nó thì sao? 1,5 triệu. 1,5 triệu. Cây kia 2 triệu. Đấy. Biết giá hết rồi. Ông có bán khắp miền Nam, trong Nam ngoài Bắc không? Có. Nói chung là
cũng đi như rồi này. Anh ấy là đi. Có gửi đi không ấy? À có. Đấy, ông đọc số luôn anh em. 037 957 1963 ngày tháng năm sinh đấy. Con này thích không? Già khóc đế đại vương luôn. Đấy, rất tự, rất tự, rất tự nhiên nhỉ. Yeah. Đẹp à? Đẹp tự nhiên đấy. Mấy đốt? Béo lùn. Hai. Hai củ á. Tôi lấy củ rưỡi, đeo và hai để đau đầu. Tự nhiên đấy. Già đấy. Thế này vượt đấy, hàng phải là hàng thứ thiệt luôn. Cốc đế đại vương lá, lá thì cực kỳ luôn. Lá bóng này là làm biết tiền. Cái này không rõ của ai cả các bạn. Đấy, các bạn nhìn xa thấy đẹp không, mâm hoa. Nhưng mà nhìn kỹ thì tùy cảm nhận của các bác thôi. Các bạn. Rồi ok, để tôi sang cái khu vực có vời xem có cây gì hay không.